Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Điều ước mất rồi tìm lại được. Làm ơn. Nè, cẩn thận đó. Nóng quá đi. Hiu Hiu thật ngoan. Có thể giúp nội mang cái đĩa này đến nhà bếp được không? Dạ được thôi nội. Hiu Hiu, tại sao khi con cầm đĩa không, hoàn toàn không giống với khi nãy bưng tô canh vậy? Bởi vì canh do mẹ dụng tâm làm, cho nên là phải bưng cẩn thận để nó không rơi ra ngoài. Còn đĩa không thì không cần lo, có đồ bị rơi ra. Hiu Hiu, nhà chúng ta thật hiếu thuận, biết quý trọng thức ăn mà mẹ dụng tâm làm ra. Nhưng mà Hiu Hiu, con từng nghĩ qua chưa, những cái đĩa này cũng là rất nhiều chú công nhân dụng tâm làm ra, cũng cần chúng ta cẩn thận đối xử với nó chứ. Đúng đó Hiu Hiu. Hơn nữa, đĩa dở còn dễ làm người khác bị thương, nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Cho nên, bất luận chúng ta làm việc gì đều phải cung kính, cẩn thận. Như vậy mới không lãng phí tấm lòng của người khác, cũng sẽ không gây ra nguy hiểm. Con biết rồi, thưa ông bà. Anh à, anh nói xem ngày sinh nhật của em bé quà tặng có đích tặng quà cho em không? Nghe Tiểu Súng Ca nói em bé quà tặng đang bận bình chọn gia đình thiện nguyện thì phải, không biết có rảnh không nữa. Nếu như em bé quà tặng có thể đến thì tốt rồi. Em có điều muốn ước. Em có điều ước gì vậy? Không nói cho mọi người đâu. Hả? Em bé quà tặng kìa. Em bé quà tặng mà đích tặng quà cho mình phải không? Mình đến đương nhiên là để tặng quà cho bạn rồi. Có điều không chỉ tặng cho đệ, mà là tặng cho ba người đó. Ủa? Chúc mừng ba người được chọn là gia đình thiện nguyện nhiều nhất. Phần thưởng chính là chiếc bình điều ước này. Mỗi người có thể ước một điều, chắc chắn sẽ thành hiện thực. Thật không? Tốt quá rồi. Ba người từ từ suy nghĩ điều ước nha. Khi mặt trời xuống núi em sẽ đến lấy, nhất định không được làm bể mình đó. Đưa chị xem thử. Cái bình nhỏ này có thể ướt được sao? Em muốn xem. Hả? Em muốn đợi xem. Một chút. Hai người cầm bình đều ướt như vậy, nhất định sẽ làm dở bình đó. Phải cầm vật rỗng như vật đầy. Cầm vật rỗng cũng cần phải giống như cầm vật đầy. Để không phải em vừa nói là có điều muốn ướt sao? Đúng vậy. Vậy anh chị, hai người muốn ướt điều gì? Chúng ta cùng nhau ướt đi. Thử xem điều ướt của chúng ta có giống nhau không. 1, 2, 3. Hy vọng ông bà nội thân thể khỏe mạnh. Chị ơi, nếu bình điều ước quan trọng như vậy, chị giao cho em bảo quản nha. Em sẽ bảo quản thật cẩn thận. Vậy em phải bảo quản thật tốt đó. Yên tâm đi. Như vậy thì không sợ đụng vào làm đổ nữa. Cho anh xem, đây chính là bình điều ước mà em bé quà tặng đã tặng tụi em. Hả? Điều ước của em đâu rồi? Không thấy điều ước của em nữa rồi. Đừng vội, để anh cho em xem. Thank you.
Không phải em hiểu đạo lý cầm vật rỗng như vật đầy sao? Sao ngay cả nắp bình cũng không đậy chặt? Em không cẩn thận đối xử với điều ước của mọi người nên những điều ước mới chảy mất. Em biết sai rồi. Mau giúp em đi tiểu sủng ca. Đây là kim chỉ nam điều ước. Chỉ cần đi theo nó thì có thể tìm thấy điều ước. Dựa theo hiển thị của kim chỉ nam, chính là ở đây rồi. Đừng vội, chúng ta tìm kỹ xem. Điều ước kia ở đâu? Ở đâu? Để ở trong chăn không phải sẽ không bị dở sao? Thằng bé này sao lại giấu bình thủy tinh ở trong chăn, nguy hiểm biết bao. Mẹ ơi, tay của mẹ sao vậy? Vừa nãy thầy dở chăn cho con, không cẩn thận làm dở bình thủy tinh giấu trong đó. Không rồi. Lúc nhặt mảnh dụng bị thương. Ủa? Hiếu Hiếu, mau lấy bình điều ước ra đi. Không biết tại sao ông bà nội lại cảm thấy không thoải mái. Hả? Bình điều ước. Hiếu Hiếu, sao em lại làm bể bình điều ước vậy? Không phải nói em hiểu được đạo lý cầm vật rỗng như vật đầy sẽ bảo quản tốt hơn tụi chị sao? Em không cố ý, em giấu ở trong chăn rồi mà. Chị ơi, ông bà ngoại bị bệnh, liệu có phải do bình điều ước vỡ không? Chắc chắn là vậy. Đừng nói nữa, hãy đi thăm ông bà nội đi. Nội ơi, con không cố ý, con sợ bình điều ước bị người khác không cẩn thận làm đổ. Không sao đâu con, ông bà nội chỉ hơi chóng mặt thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe ngay mà. Hiếu Hiếu, ông bà chóng mặt là bởi vì lớn tuổi rồi, không liên quan đến bình điều ước bị dở. Có điều lần sau con đừng để bình ở trên giường nữa, làm người khác bị thương thì không tốt đâu. Dạ thưa ông. Cầm vật rỗng như vật đầy không chỉ là hành vi, càng là thái độ cẩn thận. Đối xử với bất kỳ sự vật nào, trong lòng đều có sự cung kính, cảm ơn, biết chưa? Con biết rồi, sau này làm việc con sẽ dụng tâm hơn. Ông bà nội, ông bà sao rồi? Ông bà nội bị bệnh rồi, anh mau giúp em sửa lại bình điều ước đi. Hiếu Hiếu, em không nên trông chờ vào sức mạnh của bình điều ước nữa, nên dùng tâm hiếu thảo của ba chị em chăm sóc ông bà thật tốt, giúp ông bà thoát khỏi bệnh tật. Đều tại em không tốt. Em không nên yêu cầu bảo quản bình điều ước, còn làm bể bình nữa. Anh ơi, ông bà ngoại bị bệnh không phải là lỗi của anh. Đúng vậy, tụi chị cũng không nên chỉ biết trách em. Tóm lại, trước tiên chúng ta chăm sóc cho ông bà thật tốt, giúp ông bà thoát khỏi bệnh tật đi. Ông bà ơi, uống thuốc thôi. Cảm ơn Tiểu Huệ, Hiu Hiu để các con cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tụi con không có mệt, ông bà mau ngủ đi. Ông bà ngủ ngay đây, các con cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Hiếu Hiếu, điều ước đã xong chưa? Em bé quà tặng, xin lỗi, bởi vì anh không làm được cung kính, cẩn thận, bình điều ước mà em tặng tụi anh đã bị anh làm bể rồi. Ai nói điều ước của mọi người biến mất chứ? Không phải đều ở đây sao? Hả?
tiếc là bình điều ước đã bể rồi, điều ước của tụi anh không thể thành hiện thực được. Không cần phải lo, cho dù không có bình điều ước của mọi người cũng sẽ thành hiện thực. Thật không? Dĩ nhiên là thật rồi, bởi vì mọi người đã làm cẩn thận dè dặt, có tâm cung kính đối với dạng sự dạng vật. Cho nên ba người đã trở thành bình điều ước đó rồi. Nhìn nè, không phải điều ước của mọi người đã trở thành hiện thực rồi sao? Wow! Sau này chúng ta càng phải cẩn thận dè dặt hơn nữa để ông bà mãi mãi khỏe mạnh. Cầm vật rỗng như vật đầy, tức là khi chúng ta cầm vật chứa rỗng phải giúp như cầm vật chứa đầy. Câu nói này nói cho chúng ta cần phải tôn trọng, cảm ơn dạng sự dạng vật ở xung quanh chúng ta. Hình thành thói quen, cho dù làm việc nhỏ nhặt thế nào đều phải cẩn thận dè dặt. Như vậy khi chúng ta thực sự làm việc quan trọng sẽ không bởi vì không cẩn thận phạm lỗi nhỏ mà bị thất bại. Nam mô A Di Đà Phật.